Rồi hôm nay kiểu còn bao nhiêu đây là mình để làm giống để mình chia sẻ cho các anh chị nào cần giống ha. À, và hôm nay mình nhổ hết luôn các bạn ơi, nó vừa vừa lứa rồi. Mình để nữa là nó sẽ bị úng. Để nữa là sẽ bị cái củ nó sẽ bị úng. Củ to ghê chưa các bạn nè. Củ no tròn bự ghê chưa. Đó. Bộ này mới bự nhiều nè. Để nữa sẽ bị úng. Bự nó bự nè. Quá bự quá nhiều luôn. Mình nhổ vậy nè, mình để nguyên đất luôn. Này mình để làm giống nha cả nhà. Để làm giống là mình không có rửa nè, không có rửa giống như cái kiểu hôm bữa mình nhổ. Wow, bự ghê chưa. Quá đã. Cái đất của mình á, là độ sâu á, là khoảng 1 gang á các bạn, nó tơi xốp lắm. Có bạn nói là trồng kiểu sao mà nó cũng nó nhỏ quá, tại vì đất không được xốp, đất nó xốp và độ sâu của nó là khoảng 1 gang tay. Mình trồng là ở trong cái khung cây nè, mình không muốn trồng ngoài đất. Nó các bạn thấy đất nó tơi xốp mà mình nhổ lên bệ bệ luôn á. Này nhổ lên đây làm giống luôn nha các bạn. Để nữa là sẽ bị úng thôi. Bộ nó quá chừng luôn nè. Quá đã. Mình nhổ mình để làm giống là mình chỉ để ngay chỗ trời có hanh nắng thôi. Đó. Mình không phơi nắng mà để ngay chỗ nè, thấy chưa, cái tép này nó bị hư rồi nè. Nó cái bộ này cũng bị hư rồi. Có một củ tỏi. Có một củ tỏi nhỏ xíu thích quá. Có tỏi luôn. Nó bị úng rồi nè. Hai tép. Cô bự quá các bạn ơi. Bị úng. Nhiều nhiều lắm luôn. Bên đây có mấy cái dâu tây nè, nó tốt ghê không, bên này có trái chín rồi đó. Đã quá, củ bự quá các bạn ơi nè. Chưa nè, nó úng rồi cái nó nhổ được một nửa nè các bạn. Tiếp tục.
này giống kiểu là mình mua ở Arizona nè, nhà chị bạn của nó em mua nhiêu mình về mình trồng hết năm nay nó có ăn. Đó, nó uống rồi nó tách ra hết. Đây có một em tỏi, có một củ tỏi, hai củ tỏi. Hôm nay mình thu củ kiệu, số củ kiệu còn lại để giống nha các bạn. Đó. Mình chọn củ kiệu để giống là mấy củ to chắc nha. Nè. Mình sẽ chia sẻ cái cách chọn củ kiệu để làm giống nha các bạn. Không phải củ này củ tỏi. Củ tỏi. Đó, cái số kiệu này mình để lại là nó củ to lắm. Rồi cứ mình để y vậy nè, để ngoài ngay chỗ máy hiên mà có nắng, đừng có nắng nó trực tiếp quá. Đó, mình để vậy là khoảng tới đầu tháng 9 mình trồng. Đó, để cho cái lá nó héo và cái nữa mình cắt ngang. Cắt ngang cái đít này nè, cắt ngang chút vậy đó. Mình cắt cái đầu cái mình trồng. Mình để nguyên lá vậy luôn nha các bạn. Alo alo, bạn nào muốn cần ở bên các tiểu bang nước Mỹ nè, bạn nào mà cần mà kiểu giống thì nhắn tin cho mình nhé, mình sẽ chia sẻ một ít cho các bạn trồng nè. Củ to lắm, hôm nay mình đó, cái số củ kiệu giống mình để lại bây giờ mình nhổ nè, củ to ghê chưa. Thấy chưa, trắng nõn trắng nè luôn nè, củ to lắm luôn, mới nhổ lên cái chát luôn. Bạn nào cần giống nha.